សួស្តីដល់អ្នកគ្រប់ម្ដងទៀតវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីសម្រាប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសណា so today video we are going to learn about basic English conversation again, but we have changed the topic from the because we have learned three different topic. The first one is family, the second one is restaurant, and the third one is what? It's about reading, right? And in this video, we are going to learn about different topic. And the topic that we are going to learn right now is about website. Asking about website. Chẳng là xem bài tin about để bây giờ đang riêng video này cứ tiện toàn từ năng website nhé. Website là bắt dừng ai phải hạ tầm bò nhé. Bên này đổi sai về chụp cái bài nhóm chơi bò. Bên này dừng ai phải bàn nhé. Dừng ai phải hạ tầm bò. Okay, and then ask the previous, ask what we have do in what we have done in the previous video is. Before we start with the conversation, we are going to learn about vocabulary first, right? So in this video, the same, we use the same process. So now let's move to vocabulary together. And we got only seven vocabularies. The first one is visit. Chẳng phải visit bây giờ đang ấy. Visit bây giờ phải thà tu sân nà, rồi có mưa, rồi có tự lên. For example, I often go to visit my mom. Chẳng mình là dừng phải thà tự lên, tại nhà mặt bạn bỏ thế. Nên relax, okay, relax, bây giờ phải xâm ra, rồi có lùm hai. And then probably, okay, probably, dừng phải thật chút bạc chi, mục chi, anh chẳng thức. Rồi có chạy lệ, anh chẳng thức. And then we got useful, okay, useful, bây giờ phải thật đại minh bây giờ. Popular, popular, phải thật bình dũng, okay. Reliable, 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 phải thật bạc gọt bạc chi, rồi có chạy lệ nữa. Bạc cọt bạc chia đại bạc cọt đại cua chưa ban đại chia lẻ anh chẳng tàu reliable and then sauce bùi dương prai tập pop ai cả xa được gọi down head anh chẳng nè chẳng ở không biết riêng cái miền bia reliable sauce nó miền này chia po ở miền được gọi chia ai cả xa được gọi chia down head được gọi chia away để ai cua chưa ban nè để tục chặt ban để anh chẳng tàu nó dừng dậy một tí reliable source nè. Bên đây sẽ mẹp bịa dương bọ ni mùi ni mùi dương prai chẳng ai nè. So we got visit, relax, properly, useful, popular, reliable, and source. Okay, so let's move to the conversation as the same as the previous video. We go through for the first question until the end, and then we could come back to translate together. Chẳng bây giờ method muốn nè, technique muốn cứ dùng riêng an tầng ở hết, bạn dùng bỏ màu bỏ prai tầng ở cái lần mình nè. So the first question is what do you visit? Sorry, what do you visit those website for? Maybe this. Ok, nhóm mặt cho bà đấy, mình đang chỉ nhóm copy kho của mình đấy. Lớt dương tam xâm rũ đấy. Cái cua tài miên xâm rũ đi mốt nhóm kích đấy. Tại lớt dương tư xanh đấy. Ta, what do you visit those website for? What do you visit those website for? Minute, ok. Just read and then we will come back. I use them to study online. Ok, I use them to study online or relax after working. I use them to study online or relax after working. And then, What's your favorite website? I think it's probably YouTube.com. Can you read website in English? Yes, I can. Most useful websites are written in English. What's the most popular website in your country? I'm not quite sure. But I guess it would be Facebook.com. Do you think the youth should use website as a reliable source of knowledge? Knowledge. Not always. They should choose
their sources carefully, carefully, nè, cho chất tục đại. Okay, a very short one. So let's start again with the translation. Đó là dịch chạp ra mà đoàn tư chìm mùi nâng cao bọc này nè. So what do you visit those websites for? Tâm bắt nhầm vô thật đưa chìa bắt môi, đừng chìa bắt ấy, chả mơ sẵn. Ta lấy chung bọ cho món nè. What do you visit those websites for? Mình này ta nè, mơ website thằng ọt nốt. Làm bày ấy nè. What do you visit those websites for? I use them to study online or relax after working. I use them to study online or relax after working. Mình này thầy khuyên prao viết, khuyên prao website thằng ọt nốt là bày riêng online. Ok, hai nâng xâm ra. Hai nâng lùm hai bí càng nghề nè. Lùm hai bí càng nghề, ok. And then we got what your favorite website. Ta website na đại chia chấm nong chấm nong chấm bon nè. I think it probably youtube.com. I think it probably youtube.com. Probably đại dương vậy mấy thằng chấm ba chia bọc chia chẹt lẹ anh chẳng nè. Rồi có mục chia nè. Chấm kết tha vì chấm ba chia youtube bay. Okay. I think it probably youtube.com. Chấm kết tha vì bọc chia youtube vì chấm ba chia youtube bay. Can you read website in English? Can you read website in English? Yes, I can. Yes, I can. Most useful websites are written in English. Most useful websites are written in English. Nâng ấy, nhóm ai ta? Mình này thầm ấy, can you read website in English? Mình này thầm ta, nè ấy, and website, bộ thông là website khi mình sẽ xây dẫn á nè. Ta nè ấy, and website thằng ảnh chia phía sau anh lấy ảnh. Nó. Yes, I can. Mình ấy chấm ai. Hai đây mình thỏa I can. Để sao xong lúc cứ can you nè. Yes, I can. Nó nghe nhầm ai đấy. Most useful website mình ha. Website đại miên sẽ rạ xong khăn. Đại miên phải dõi chuyên kê nó. Cứ written in English. Cứ sắp tay sẽ xây via chia phía sang lấy. Nó kê sẽ xây chia phía sang lấy. And then what's the most popular website in your country? Ta website nào mối đại việc bình dụng chuyên kê một phần là không bật tay rồi bỏ nè. I'm not quite sure. Quite sure nó mình đây thôi. Bây giờ thì phải quite sure tại thế mình đây chụp ba chẹt lẹ mỏ bọc cọt mỏ chụp ba bọc cọt anh chẳng từ. Bây giờ bên not quite sure mình đây đôi chân mình sâu đấy, đôi chân mình sâu chụp ba đấy nè. I'm not quite sure, but I guess bây giờ phải thay tua tí. But I guess it would be facebook.com. It would be facebook.com. Trong bên đây nhom kịch thả, trong kịch thả trong tí thả via chụp ba chi facebook ai nè. Ok. So do you think the youth should use a website as a reliable source of knowledge? Mình này ta nè vô tha dụ vụ chốn cua tài pra website chia ai cả xa cool. Dương ai pra chẳng rồi có chia ok, dương pra ai cả xa về thẩm thở để sao dương pra tài lời dụ vụ chốn á. Rồi có chia bò miền cool, rồi có chia ai cả xa cool nây chùm nè đăng bản ọt. Cua để vô rương ra nó không website chia ai cả xa cool nây chùm nè đăng bản ọt. Not all way, đôi chìa mình là hộ, mình thằng ở hề. Not all way, they should choose their sources carefully. They should choose their sources carefully. Mình nói thằng, bố kê cua tài chứa rơ, bố rả miến, dương ách bà anh chẳng ná, bố rả miến, đòi prong phải dạt ná, chứa rơ bố rả miến vì website cả đói, vì ai cả đó đói, prong phải dạt. They should choose their sources carefully, ok? So this is the end of our conversation topic today, and if you want to listen to the foreign listen to the native speaker, you just click on the link, and the link I will provide in the description below. Okay, thank you for your watching, and we will come back for the next video, and I still want to focus on the conversation. Thank you for your watching. Goodbye, see you next video.